Hi, em xin mến chào quý anh chị nha. Là em đây. Thì trên màn hình anh chị cũng thấy một con đường rất là đẹp nha. Đây là đường thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha cả nhà. Thì con đường này anh chị cũng thấy là đường này là dân cư, là hai bên là kính viên kỳ trái quý anh chị ha. Rồi ở đây là lô đất hôm nay em giới thiệu quý anh chị là một lô đất ngang 5m3, sâu vô là 40m, có 200m thổ cư rồi. Nhưng mà cái ưu điểm của cái lô đất này là cách chợ, cách quốc lộ 15 đâu đó khoảng độ tầm 100m thôi. Thì bây giờ em sẽ quay lô đất xong rồi em quay ra chợ, quay ra quốc lộ 15 cho quý vị xem ha. Đây là quốc lộ 15 nha cả nhà. Thì cái đường mặt tiền chợ nó cũng nằm trên cái đường này luôn nha, nhưng mà bên kia ngã tư. Còn mình đất mình bên này ngã tư nha. Ngã tư quốc lộ 15 nha quý vị. Đây. Đất mình thì vuông vức, hiện tại là nói chung là cây cối, tại vì không có ai phát quan nên là cây cối nó còn um tùm nha quý vị. Chứ thật sự cái miếng này rất là đẹp luôn nha. Dân cư nè, toàn bộ là biệt thự, nhà vườn đã hết, xung quanh đây rất là nhiều nha quý anh chị. Đường này là đường thông, thông về Tam Phước, thông về đường số bàn cờ, thông về Tam Phước quý anh chị ha. Thì nói chung là những cái sản phẩm mà em đưa lên đây á, là em cũng quay nhanh gọn lại để cho anh chị đỡ bớt thời gian ha. Để bớt thời gian của mình thì em cũng quay chi tiết như vậy nè. Thì anh chị nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em, xuống là em dắt xem chi tiết hơn nữa ha. Ở đây em có quay sổ rồi, đầy đủ vị trí cho quý anh chị ha. Đây lô đất của mình đây nha cả nhà. Thì bên này là một căn nhà nè, bên này cũng căn nhà luôn nha. Là hai căn nhà. Mình là lô đất lọc khe ở giữa nha quý anh chị. Không bị vướng phong thủy, không bị điện. Ở đây là nước thì cục đầy đủ, wifi đầy đủ hết. Rồi bây giờ em sẽ quay ra chợ cho quý anh chị xem nha. Đây là lúc trước đâu đó khoảng độ tầm 2 tỷ tư đến 2 tỷ rưỡi là lô này. Nhưng mà nay chủ cần tiền, bán chỉ có là 1 tỷ 650 thôi. Quý anh chị ha. 1 tỷ 650 một căn nhà sát với lại chợ luôn, cách chợ chỉ có 100m thôi. Cách quốc lộ 15 100m nha. Đây. Chạy tầm lại là quốc lộ 15 nè. Bên kia là Bách Hóa Xanh. Bách Hóa Xanh điện máy, Bách Hóa Xanh đây cả nhà nha. Đường này đường quốc lộ 15 nè. Thì anh chị đi hướng này, anh chị đi về công an huyện nè, đi về trung tâm hành chính nè, đi khoảng độ tầm 300m thôi là tới rồi. Đi về thành phố Bà Rịa đâu đó khoảng độ tầm 4 km quý chị ha. Bách Hóa Xanh đây là chợ An Ngãi đây nha. Chợ An Ngãi là trước mặt mình luôn, qua ngã tư quốc lộ 15 là đến rồi. Còn hướng này là anh chị đi về Bà Tô, Siêu Mộc, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Phước Hải, đi hướng này hết quý chị ha. Cách biển Phước Hải đâu đó khoảng độ tầm 30 phút nha cả nhà. Chợ An Ngãi đây, rồi thị trấn Long Điền thì cách chỉ có 1 km là tới trung tâm của thị trấn Long Điền rồi nha. Đất mình là đi vô đây nha quý chị, quá đẹp luôn nha. Giá chỉ có là 1 tỷ 650 thôi. Cái này anh chị nào quan tâm thì liên hệ em liền nha. Đây là cái bản quy hoạch quý chị ha. Thì mình là quy hoạch giao thông còn khoảng độ tầm 200m nha quý chị. Quy hoạch giao thông hết 10m ha, còn 200m thì 200m này là mình đã full hết thổ cư rồi. Full hết thổ cư rồi, anh chị an tâm ha. Đây 200m thổ cư nè, tổng diện tích là 210,5m2. Sổ hồng riêng, công chứng liền nha quý chị. Từ đây mà mình đi biển đâu đó khoảng độ tầm 9 đến 10 km, tầm 9-10 phút là đến vậy ha. Cách thành phố Bà Rịa 4 km nha quý chị. Rồi, em xin kết thúc video này quý chị ha.